có một bạn nhắn tin cho mình là bạn đang xuất một sản phẩm đi Nhật Bản là thực phẩm á thì bạn hỏi mình là bạn cộng 3% được hay không mình nghe 3% ôi trời ơi mình nhức hết cả đầu luôn Nhật Bản là đất nước rất là khó Chính vì khó nên cái trouble sẽ xảy ra nó rất là cao Nhưng nếu là thực phẩm á, thì rủi ro càng cao Tại vì ở Nhật Bản là đất quốc gia khó nhất ở châu Á này Quốc tế thì mình không có dám so Nhưng mà ở châu Á có hai quốc gia rất là khó, rất là nghiêm ngặt về thực phẩm Đó là Nhật Bản kế đến là Đài Loan Ví dụ như Nhật Bản á, khi mà mình sản xuất thực phẩm cho họ thì mình phải xét nghiệm rất là kỹ càng và phải trải qua ít nhất từ 15 tới 30 ngày để thông quan Nhật Bản còn ở Đài Loan thì mất 15 ngày và khâu kiểm duyệt á nó rất là lâu rất là phức tạp và trong quá trình làm hàng chúng ta đòi hỏi sự tỉ mỉ tỉ mỉ tinh tế từng ly từng tí rất là cao nên thường khi các bạn bán hàng đi Nhật Bản bắt buộc cái giá mà các bạn lời á, thì phải cao hơn thì tùy theo sản phẩm mà tùy theo sản phẩm tùy theo cái độ rủi ro nhưng mà mình thấy á, min là phải 10 tới 20 phần trăm hoặc là 15% để mà cover tất cả những cái rủi ro mà các bạn sẽ phải đối mặt sắp tới. Thực ra báo giá cao hay thấp nó còn tùy thuộc khách hàng của bạn sẽ là ai. Ví dụ người ta đó là shop bán lẻ trực tiếp ra thị trường hay là người ta là siêu thị nhưng mà hoặc là người ta làm wholesale hoặc là người ta chỉ là một người thương mại là bán sang tay thôi thì cái giá phần trăm cộng sẽ khác nhưng sẽ không bao giờ có giá 3% tại vì 3% rủi ro rất là cao cái đơn của bạn lại còn ký LC nữa các bạn biết các bạn có biết phí LC là người ta trả cái phí bèo bèo lắm từ 0,1 tới 0,2% chưa kể các rủi ro của à, luân chuyển hàng hóa rồi bị hư hại cái này hư hại cái kia rồi kiểm duyệt này kia nữa 3% nó đã là quá thấp rồi đối với một đơn hàng trong nước, còn đối với hàng nước ngoài 3% là con số rất là bé, đặc biệt Nhật Bản thì là con số càng không thể. Đó, thì hiện tại bên mình á, có một cái buổi học, buổi học về cách tính giá thành sản phẩm, báo giá làm sao, tính giá thế nào để mà tránh rủi ro trong xuất nhập khẩu. Nếu mà các bạn quan tâm các bạn có thể đăng ký cái link bên dưới để học.